Em Thắng xin kính chào quý bà con cô bác ha. Thì lời nói đầu tiên, Trâm Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua ha. Thì ngày hôm nay em Thắng tiếp tục lên một ít đồ nghề hàng bãi để giới thiệu với anh em mình xem có cái sản phẩm nào đó phù hợp với mình. Thì mọi người có thể liên hệ em qua số điện thoại và Zalo của em. Số điện thoại và Zalo của em là 0966 924 801 nha mọi người. Và cái số này thì em Thắng có để dưới cái phần mô tả cũng như là phần tiêu đề. Thì như thường lệ, trước khi đi vào clip thì em Thắng sẽ nhắc lại cái hình thức giao dịch bên em. Bên em sẽ có hai hình thức giao dịch, anh em là mình chuyển khoản, em bao ship ha. Ship code thì mọi người vừa gửi thêm cái phí vận chuyển cho bên giao hàng giúp em. Rồi, để không làm mất thời gian của mọi người thì em Thắng xin vào luôn cái mã số 1 của clip ngày hôm nay. Mã số 1 của clip ngày hôm nay thì em Thắng sẽ giới thiệu cho mọi người một cái bộ khẩu rất là đẹp luôn. Bộ này thì của Mitoloy và chất liệu của mình, anh em mình thấy nó làm kiểu màu vàng óng ánh này, rất là đẹp. Nó sẽ đi kèm với mình 2 4 6 7 cái khẩu thôi nha. Đó, cái bộ này thì chỉ có 7 khẩu thôi. Có thể là do hàng bãi này nọ thì nó bị rơi rớt rồi, nhưng mà những cái khẩu còn lại thì rất là thông dụng. Và bộ này còn rất là đẹp mấy anh em. Đây là chất thuộc của mình nè, đó anh em thấy. Đây, xách đi nè. Rất là đẹp nha anh em. Bộ này rất là đẹp, tuy là nó thiếu chi tiết thôi chứ nó rất là đẹp ha. Thì cái này anh em mình có thể mình về mình xài. Thì bộ này nó đến từ thương hiệu Hang Mitoloy nha. Hang Mitoloy. Về thông số của mình, nó sẽ gồm có một cây cần siết cạc gù, một cái cây cần T và một cái cây nối dài. Anh em mình để mình làm sử dụng chữ T ha. Bên cạnh đó là một cái đầu lét léo và một bộ khẩu. Nếu mà anh mua lẻ thì nó cũng tầm khoảng là 700-800 nghìn rồi. Cái cần này là 200 nghìn này, cái bộ này 200 nghìn là 4 này, cái hộp 200 nữa là 200-250 nữa là 650 rồi. Chưa tính cái bộ khẩu của mình thì 7 đầu này thì cũng tầm khoảng 200 nữa, là anh em mình nếu mua lẻ nó tầm khoảng là 900 nghìn nha anh em. 900 nghìn mới được một bộ như thế này ha. Và bộ này còn khá là đẹp, thì anh em mình đã thấy cái hộp không rồi ha. Rồi tiếp theo em Thắng sẽ vào những cái khẩu cho anh em này. Bộ này là chuẩn nội địa luôn nha anh em, của Mitoloy này, dấu rít nội địa Nhật Japan này anh em thấy. Và cái màu của mình nó kiểu nó vàng óng ánh như thế này nha anh em, kiểu nó màu vàng óng ánh như thế này ha. Đây, đầu rang được còn rất là đẹp. Và bộ này là bộ 1/2 ha. Rồi nó sẽ còn lại là những khẩu là 24 lên này, khẩu 22 ly nè, những khẩu thông dụng không nha anh em, 19 nè, 17 nè, 14 nè, đó anh em thấy không, những cái khẩu thông dụng không à. Rồi 13 nè, đó anh em thấy không, 10 ly nè, đó tất cả đều là những khẩu thông dụng anh em mình hay xài. Một cái đầu lắc léo nè, bộ này nó còn khá là mới nha anh em, đó đầu lắc léo Mitoloy nè, cho zit được điện Nhật Japan còn mới tin nè, đó. Và một cái nối dài, cái nối dài ha, cái nối dài này anh em mình kết hợp với cây ngang này để tạo thành một cái cần trượt ha, một cái cần trượt, rồi một cái cần siết cần gù, anh em thấy không? Bộ này còn khá là đẹp, nếu mà anh em mình mua lẻ nó đã tầm khoảng 900 nghìn rồi, ha, anh em mình mua lẻ nó rơi vào giá là khoảng 900 nghìn nha anh em, không có thấp đâu ha. Rồi, thì cái bộ này em để giá là 750, 750 nghìn nha, mã số là H1, 750 giúp em. Bộ 1/2 ha. H2 thì em có một cái hộp không để cho anh em mình đựng ha. Thì cái hộp này anh em mình đựng những cái đồ 3/8 của thương hiệu Hãng Tone ha. Đây. Thương hiệu Hãng Tone, nhỏ nhắn xinh xắn thôi, giao dịch nội địa Nhật này. Của Tone này ha. Đó. Thì là anh em mình đựng khẩu 3/8 luôn nha anh em. Nó 3/8 này nó có hai cái khóa hai bên này. Đây có hai bên. Về kích thước thì tổng trọng lượng con này nó nặng được là nửa ký nha. Đó. Tổng trọng lượng là được nửa ký nè. Chiều dài được là 31.5 nè. Chiều ngang được là 75 ly nè. Và chiều cao này là được 45 ly nè ha. 45 ly. Đó. Đây, bên trong này anh em thấy nha. Bên trong nó còn khá là ngon lành. Tone này, bộ này anh em mình để khẩu là 26, 23, 31 này, 19, 17, 15, 14, 13, 12 và 10 ly nè. Cây cần trượt này, cây cần tự động này với là cây nối dài. Đó. Đựng khẩu ha. Của Tone. Rồi anh em thích cái hộp đựng khẩu này, mọi người mình chốt giúp em mã số là H2 nha. H2 cái hộp này 180. H2 ha, cái bộ hộp đựng khẩu này 180.000. H3. Một cái cây nối dài rất là đẹp nha anh em. Cây nối dài của thương hiệu hãng Safety ha. Safety này, đời cổ rồi, Safety này anh em, sao zit nội địa Nhật này. Made in Japan này, dập chìm hết ha. Cái này nó còn khá là mới nha anh em.
Cái này nó còn khá là mới luôn. Đó, đầu 1/2, kính là 12.7. Có một lỗ tròn để đút qua nữa ha. Cái này nó dài được là 25 cm và mã số của mình là H3 giúp em nha. 130. Theo H4. H4 thì cũng vậy nha. Cái này của hãng KTC thôi. Đó, KTC. Đó. Cũng còn khá là đẹp ha anh em. Còn khá là đẹp ha. Những cái này được cái nó dài nha, nó dài tới 25 cm lận ha. Của KTC này 12.7 là đầu 1/2 nha. Dấu zip nội địa Nhật này. Rồi con này H4 ha. 130. Tiếp theo. H5. Một cái cần tự động của KTC 3/8. Đây, còn rất là đẹp nha. Đó, đầu vít ốc vít đồ anh em thấy còn ngon lành hết nè, đánh non đánh nạ hết. Đó. Đầu đường rất là ngon. Thương hiệu của mình là thương hiệu hãng KTC này, BR20 Japan ha. Đó. KTC BR20 Japan. Đó. Đây, đầu ngầm nó còn rất là đẹp. Đảo chiều. Đâu quá ha. Rồi con này thì đường kính 9.5 nha. Tổng chiều dài của mình đo được 17 cm nha anh em. 17 cm. Rồi. H5 108 ha. H5 108. Rồi tiếp theo H6. H6 có một cái đầu lắc léo ha. Cái đầu lắc léo của thằng Mitoloy luôn ha. Đây, đầu lắc léo của Mitoloy luôn nha anh em. Sao zip nội địa. Còn khá là mới ha. 1/2 luôn ha. Đó. Đầu lắc léo 1/2 của Mitoloy. Đó, còn rất là đẹp ha. Rồi anh em thích cái đầu lắc léo 1/2 này, mã số H6 giúp em nha. H6 100. Rồi H7 cũng vậy anh em, tương tự. 7 này thì của KTC này. Đó, KTC này ha. Ốc vít đồ trắng non. Đó. Ha, đầu lắc léo, đầu cũng đẹp ha. Này KTC 2.7 ha. Rồi con KTC này giá 120 nha. KTC này giá 120. H7 ha. H7 lắc léo của KTC 120. Theo H8. H8 có một cây bào gỗ nha anh em. Cái này còn mới nha, của cá kinh luôn. Đây, mới tin luôn, chưa xài nha. Đó, của hãng Kakun nha anh em, hàng chuẩn nội địa luôn. Kakun là hàng chuẩn nội địa nha. Đây có mặt chữ đỏ nữa nè. Đó, thì anh em mình đang sưu tầm những cái bộ của hãng Kakun này thì mình có thể mình chốt về mình xài, mình sưu tầm. Nó mới tin nha, chưa xài ha. Mới tin chưa xài nha anh em. Đó, gỗ này gỗ rất là xịn nè. Lưỡi bào. Đó. Đẹp cũng mới, chưa xài nha. Con này thì nó dài tổng thể được là 26. Băng ngang 75. Cao là 36 ha, và cái bản lưỡi này của mình là bản lưỡi 55 ly nha em. Đẹp ha. Rồi. Anh em thích cái bào này. Máu mới nha anh em, mới. H8 ha, 208. H9. Cái mẫu lít. H9 ha, một cái mẫu lít răng Gloucester ha, size 250. Tờ Japan nè. Số zip nội địa nè. Size 250. Còn rất là đẹp nha anh em. Lò xo này ha, lò xo nhắn nhã này, ren cỏ nó còn đẹp, người ta dùng thì nó tróc sơn thôi nha anh em. Đó. Rồi con này thì cái đồ mới ngàm của mình á, mới được 48 ly nha anh em, gần 5 cm á ha, mở rất là rộng. Con này H9 ha, H9 200. H10, một cây mỏ đất ngang anh em sưu tầm nha. Cái này nó còn mới tinh nè anh em ha, còn rất là đẹp nha anh em. Môi ngầm này chích trịch luôn ha. Đó. Cái này thì anh em mình sưu tầm và đúng bài luôn, mới tinh. Và cái này nó dài tới 12 inch nha, size 300 nha anh em. Thường thường anh em mình thấy size có 280 thôi,
Nhưng mà con lotter này là size 300 này, thiết kế cái môi ngào là kiểu màu đất ngang như thế này ha. Tay cầm của mình là tay cầm bọc nhựa. Đó, của lotter ha, size 12 inch, size 300 mm ha. Lotter Japan, cái này rất là hiếm mà lâu lâu mới có nha anh em. Rất là mới đẹp. Cái này thì cái miệng của mình nó mở được là 72 ly nha. Tránh non đến nào chưa xài, phù hợp cho anh em mình sưu tầm nha. Rồi con mỏ lết size 300 này của lotter ha, H10 giúp em ha, 380. H11. Một cái sản chưa xài luôn, mới tinh luôn, còn tem luôn nè. Của thương hiệu hãng logo bông hoa hồng, con này sản xuất 100% tại Nhật. Đây. Chữ sản xuất tại Nhật này, chữ nội địa này ha. Đó, còn mã vạch còn tem luôn. Nãy giá mới trên thị trường anh em Việt Nam nó bán tầm khoảng 200 nghìn một con anh em. Cái này thì nó rất đẹp như mới thôi ha. Còn khá là đẹp, trong hàng bãi như thế này là rất là ngon rồi nha anh em. Đó. Anh em mình thích hàng đẹp thì giá nó cao thôi ha, còn tem còn đồ như mới luôn ha. Rồi tổng chiều dài 30 cm, chiều ngang được 18, con này 130 nha. H11 giá 130 giúp em. H12 một cái cây mỏ lết chưa xài nữa của SK11 dấu xích nội địa Nhật này, con này giá mới bên Nhật thì nó tầm khoảng là 250 á nè, 1 cm 1 cm 3 ha, tầm khoảng là 250 là cái giá bên Nhật thôi nha, chưa tính phí vận chuyển rồi về Việt Nam mà họ bán lời nữa, thì nói chung là về Việt Nam thì họ sẽ bán cao hơn rất là nhiều. Đó. Này của hãng SK11 nha anh em, giao dịch nội địa Nhật này. Đó. Hàng chuẩn nội địa cho anh em sưu tầm, hàng này là hàng mới tinh luôn chưa xài nha. Đó. Rồi, bằng dưới bằng một nửa giá mới thôi ha, 120.000. H12 ha, 120. H13 là một cái cưa của Suki nha anh em. Đây, một cái Suki con này còn vỏ đồ rất là đẹp luôn. Đây, hãng Suki này, vỏ gỗ ha. Này, tay cầm tên cắn nó cũng để Suki này. Đó, làm đồ rất là đẹp. Rồi cái cưa này thì nó chưa xài nha anh em. Đây, nó còn luôn cái phần bao này. Nhưng mà cái lưỡi của mình để lâu ngày thì cái chỗ này nó bị xét xét đang đang này đó. Nhưng mà lưỡi chưa xài nha anh em, hãng Suki chưa xài. Đó, nãy anh em mình cưa thì bao bán rồi. Hãng của Suki thì rất là chất lượng và cái lưỡi nó cũng khá là dài ha. Rồi con cưa Suki chưa xài này nó dài được. Lưỡi dao dài tổng thể được là 21 cm nha anh em, lưỡi dài tổng thể được là 21 cm. Rồi anh em thích cây cưa Suki này, đó, lưỡi 21 cm chưa xài nha, còn có vỏ gỗ nha anh em, có vỏ gỗ luôn. Đó. Mọi người cho giúp em mã số con cưa Suki này là H13 ha, 180. H14 cũng là một con của Suki nữa mà con này nó không có vỏ, dòng này là dòng ME3E này ha, ME3E hay lưỡi 2.4 này, này là của Suki nha. Anh em mình đã dùng cái dòng cưa nào mình sẽ biết. Đó. Thì bao bì nó sẽ có chữ có tên này nọ, nhưng mà cái phần vỏ này, cái phần vỏ gỗ nó bị mắc anh em, ở bãi không có. Nhưng mà cái này thì chưa xài luôn nha. Đó, hàng Suki chưa xài thì anh biết rồi, rất là chất lượng. Đó. Này cái lưỡi nó giống như con boy, nó khá là dài. Ha. 160 thôi, nó thiếu cái vỏ nha anh em, thiếu cái vỏ nhưng mà cây cưa chưa xài nha. Đó, lưỡi dài 21 cm luôn ha, 24 cm chứ con này lưỡi dài 24 cm. Con này không có vỏ gỗ, giá 160 nha. H14. H15 một cái cưa ba lưỡi, rất là hay luôn ha. Đây, mặt chữ này. Ba lưỡi của mình nè. Một lưỡi răng thưa, răng nhuyễn và một lưỡi răng mỏng này, đó, ba lưỡi răng này anh em xem nè. Đó, ba lưỡi răng cưa này. Đó. Đây. Về kích thước lưỡi, con này thì cái lưỡi của mình là nó dài được là 21 cm nè, lưỡi dài 21. Đó. Rồi con lưỡi nhỏ giữa trong này là nó lưỡi nó là dài được 15 và con này là lưỡi làm 21 luôn. Đó, ba loại răng này anh em thấy nha, ba loại răng này nhuyễn tinh rồi này nọ này, nó và có phần nhỏ nữa nè. Đó, một cái cưa rất là hai bậc, ba lưỡi này là nó còn mấy ngót nha anh em, không có mẻ răng nào ha. Đó. Đó, khi mà anh em dùng thì mình đập ra đó, mình rút ra ha, mình dùng là lưỡi nào mình dùng đó, xong mình gấp lại rất là gọn gàng ha. Rồi cái cưa này 200.000 nha, ba lưỡi luôn. H15 200. H16 một cái cưa anh em mình cứ gấp hẹp này nọ ha, của Henderson. Henderson thì hai phần lưỡi ha, phần nửa bên này là ren nhuyễn này, nửa ren trơn là bên ren thưa rồi đó ha. Đó, cán được cũng rất là mới, một cam cam cũng rất là đẹp ha. Đây, dài được 20 cm. Cái này H16 giúp em nha, 80.000. 17. 17 cũng vậy nha. Cái này thì nó được hai chốt. Anh em thích nó dài thì chốt con này hai chốt ha. Đó. Đây, cán nó cũng còn đẹp nha anh em. Henderson ha. Cán nó còn đẹp. Rồi con này H17 giúp em nha, 80.000. Cái cán này nó hai chốt nên nó dài hơn. Cán nó dài được 28 nha.
28, H17 giá 80 luôn. H18 thì cái này nó 100.000 này, cái này nó mới tinh luôn. Đó, mới tinh luôn ha, lưỡi luôn mới này, đúng không? Đó, mới tinh lưỡi luôn mới hết ha anh em. Đó, thì con này giá 100 nha, một chốt. Này. Giá 21 22 sen, H18 100 này ha. Rồi H19 em có một cây căng 20 kg. Đó, đây. Một cây căng 20 kg nha. Này. Anh em thấy không? 20 kg rất là bự này. Đó. Này. Và khi anh em mình muốn tăng chỉnh cái độ chính xác về số 0 thì mình sẽ xoay cái nấm này nha. Đó, nấm tăng chỉnh về cái độ chính xác của căng. Căng nào cũng khá là đẹp nha anh em. Đó. Anh em thích cái căng 20 kg này, mọi người chớ giúp em mã số là H19 208 nha. Đó, cây căng 20 kg giá 280.000. H20 là em có một cái mũi doa nha anh em, một cái mũi doa khá là ngon. Đó, là anh em mình về mình kiếm cái ti tròn mình đút ngang qua chữ T để mình sử dụng. Đây, con này là 30mm nha anh em. Đó, thằng đùi Nhật anh em thấy không? Chặt thép được rất là ngon. Anh em mình xem anh em vệ sinh nó hết rồi. Những cái rang khía cạnh được rất là ngon nha. Đó, anh em thấy không? Rang khía cạnh rồi còn nguyên vẹn hết, không có bị mẻ cái rang nào nha anh em. Đó, không có mẻ, không có bị mít gì hết ha. Đó, những cái này thì nó rất là cứng. Rồi, nó để là phi 30 thì anh em mình phát có thế mình do cái lỗ là tầm khoảng là 30-31 cũng được ha. Và đường kính thì nó sẽ nhỏ theo cái đầu mũi tầm khoảng 3-4 ly gì đó. Đây mình sẽ do ha. Vì cái chiều dài sử dụng của cái phần mũi do này thì nó dài được là tầm khoảng là 11 sen. Đó, mũi do bự nha. Đó. Còn này thì cái cúc tròn này của mình đó. Đây mình có thể mình kẹp mấy khoảng đầu BT rồi ha. 20 nha, cấp 20. Đó. H20 nha anh em. H20 cây này giá 150 ha. H20 150.000. H21 thì tương tự. Cái này thì nó nhỏ hơn một tí. Này, của KSK No 4 ha. Con này thì cái đường kính của mình á mình đo được là tầm khoảng cũng khoảng là 29 nha. 28 29 đó thì anh em mình cũng khoét được tầm khoảng 28 27 28 gì đó ha. Này. Đầu mũi bàn có tròn đây ha. Đây con tương tự nha, rang cỏ rồi là còn rất là đẹp nha anh em, đó. Rang cỏ rồi còn khá là đẹp. Về chiều dài. Chiều dài thì con này nó dài được là 9 sen nha, đó, 9 sen và cái cúc tròn này của mình là 19 20 luôn nha, 20 luôn. Rồi con này 130 nha anh em, H21 130. H22. 22 thì có một cái bộ dụng cụ đa năng tem móc khóa rất là nhiều chi tiết luôn, 200.000. Bộ này rất là đẹp nha, thì nó sẽ gồm có những đầu vít là BH0 này, BH1, BH2, BH3, đầu 1/4 nha. Vít -3, -4, -5 và những cái đầu lục giác 6, 8, 9, 10. Cùng với là đầu ấy ha. Rồi. Đầu tiên này là sẽ là một cái bộ khẩu, bộ này cũng rất là mới nha anh em. À, gồm có là 6, 8, 9, 10 nè. 6, 8, 9, 10 chui 1/4. Bên này thì nó sẽ có một cái cây để anh em mình sử dụng gắn khẩu vào nè. Gắn khẩu rồi ha, cây 1/4 này ha. Rồi ba cái vít dương nè. Đó, cái này nó được si tráng rất là đẹp nha anh em mới tin nè. Bên này thì nó sẽ gồm có là một cái vít dương nè. Và ba cái đầu vít dẹp. Đó. Ha. Bộ này rất là hay. Đó, ba dương ba âm nè, bốn cái đầu mở ốc này ha. Đó. Mới tin nè. Treo móc khóa mà rồi mình treo túi cũng được, rất là ngon. Rồi bộ này em để giá 200.000 nha. Đó. Vừa khẩu vừa vít được rất là đa năng. H22 200. H23 em có một cái mũi khoét. Cái này thì anh em mình hôm trước em bán cái thằng mới ra qua tra cái giá mới nó cũng tầm khoảng là 800-900.000 một cái mũi này nè. Cái này thì anh em mình biết rồi, nó thấy khoét mesto, nó khoét được inox, khoét được sát luôn nha. Thì thường thường là anh em mình làm tủ điện rồi nó mình khoét ha. Của thương hiệu là NCC ha, NCC này. Thằng nội địa Nhật Japan nha. Thì con này là mũi khoét của mình là để thông số không ta. Này thì nó 51 cho anh em, nó để là 51 nè. Đây. Là con này nó khoét được phi 51 lên nè anh em. Đó anh em thấy không? 51mm nha, cũng rất là bự. Đó, thì cái chiều dài mà phần anh em mình khoét á thì có thể mình khoét cái độ sâu xuống tầm khoảng là 30 mấy. Tầm khoảng là 35 đi ha. Đây, tầm khoảng là 35. Đó, đây là cái mũi khoan để anh em mình quan tâm ha. Này nó chuyên khoét tủ điện hay là nó khoét thép gì đó ha, rất là cứng.
là khoét thép rồi nha anh em, xét rồi ha, H22 150.000. rồi cái cốt của mình là nó đây, cốt tròn 3 sọc ha, cốt tròn 3 sọc này thì nó có đường kính là 10 ly. H23 150.000. 24 mũi này nó bự hơn nha anh em. Đây, mũi này thì phi của mình là phi 60 á. Đây, nó có để này, NCC này, phi 60 này ha. Những cái này cho mọi người ta đã có qua sử dụng rồi nha, nhưng mà anh em mình yên tâm nha, rang cỏ đồ còn ok hết, không có bị vấn đề gì nha anh em. Đó, rang cỏ đồ còn sử dụng rất là ngon. Những cái này thì nó rất là cứng rồi. Đó. Đây, con này thì cái chui chui của mình là chui 13 nha, 13 sạc 3 sọc NCC. Rồi con này có 150.000 luôn ha. H24 150.000. H25 một cái khóa của thương hiệu Seki này cũng khá là đẹp nha, mở ốc 14 ly nha anh em. Đó ha, rất là đẹp đầu miệng này, và thiết kế đầu này là nó có một cái đầu đầu ốc này ha, cái đầu này là đầu khẩu. Đó, 14 ly gù ha, của thương hiệu hãng Seki nha anh em, SEK 14 ly còn rất là mới nha. Rồi cái khóa Seki 14 ly này mình đo được nó dài 23 cm, mã số là H25 120. H26 một cái khóa của KTC nha, dòng này là dòng S2 nha anh em, S2 của KTC này ha, KTC S2. Con này là khóa 8 và khóa 10 nha anh em, khóa 8 khóa 10 của KTC của mới tinh nè, nhỏ nhỏ cho nên mình sử dụng sưu tầm ha, dài 12 cm. H26 50. H27 cái này của KTC này anh em. Đó, dòng này thì anh em mình có thể mình sưu tầm đổ bộ. H22 một đầu miệng đầu vòng, con này là con 12 ly ha, thép Lifestyle 12 ly ha, thép Lifestyle chiều dài được 14 cm ha. H27 con 12 ly này giá 80 ha. H28 cái này 17 ly ha, 17 ly này, KTC này ha, thép Lifestyle. Đó, con này 17 ly nha anh em, 17 ly giá 100, dính sơn nó xíu cái tí thôi nhưng mà còn khá là ngon ha. Rồi nó dài được là 21 cm ha. H28 100.000. H29 một cây khóa 22 ly nha, là 22 ly của KTC này giá 140, bự nha anh em, ốc 24 lận. Đó, đầu miệng đầu vòng được còn ngon lành hết, 20 ốc 22 ha, dài được 29 cm. Cây cờ lê 22 này H29 nha, giá 140 này. H25 là một cây con này là rất là ngon nha. Dòng này thì hệ số của mình hệ số in nha anh em, 7/8, thì anh em mình mở ốc 22 nha. Đây, 7/8 thì mình quy đổi ra cái hệ số mét để mình mở ốc á là 22.2 nha anh em. Đó, 22.2 ha, 22.2 này. Thì cái này anh em mình có thể mình mở ốc được 22 ly hệ mét ha. Đó, KTC MS2 ha, 7/8 Made in Japan, con này cũng còn rất là đẹp nha. Đó, anh em mình có thể sưu tầm cũng được. Nắm đắt cái này thôi, anh em về mình bóc mình trà ra thôi ha, còn khá là mới nha. Rồi cây 22 ly này nó có tổng chiều dài là được 30 cm nha, mã số của mình là H30. Ủa, mã số đây H30 ha, con này hệ số in em để dán 108 nha anh em, hệ số in nha, H30 108. H31 cái khóa của thương hiệu hãng Aigo, số 11 13 còn rất là đẹp ha, số 11 và số 13 thép CRMO Saben này. Đó, đầu 11 này, đầu 13 này ha, một cái khóa của Aigo ha, giao dịch nội địa Nhật 11 13. H32 ha, H32 giá 80.000. H33 một cây khóa 80 của KTC thép Lifestyle Japan, nó khóa nhỏ nên mình có thể mình sưu tầm đủ bộ. Con này là 80 nè, bên này thì nó hơi vàng vàng tí vô D7 đồ này nọ ha. Rồi cái khóa 80 này mã số của mình là H31 ha, 180.000. H33 cái này là 11 13 nha anh em, 11 13 Japan. Cái này thì nó ngắn thôi, cái này thì
chiều dài của mình nó mình đo được là 13 cm nha. 13 cm H33 ha. 80.000. Tiếp theo H34, cây này là số 12 14. Đó, số 12 14 ha của KTC luôn. Đó thì cái bộ này KTC là đủ ốc luôn á, nhưng mà có cái 11 13 thì nó ngắn thôi. Này con này 12 14 nha anh em. Đây. 12 14 số bự hơn, giá 100.000 nha, H34 của KTC thép alloy. Rồi tiếp theo là một con 17 19 mã số H35. Đó, nó có lắm vài bên đắt thôi chứ còn khá là ngon. Đây. 17 19 ha, KTC này. Thép alloy steel Japan này, do zit nội địa này ha. Rồi cái 17 19 này nó dài tổng thể được là 27 cm ha. 27 cm. Mã số H35 ha. H35 110.000. Tiếp theo H36, một con bự này, con 19 51 nha. Con này nó còn rất là đẹp luôn. Đó, trắng non trắng nào. Đó, ha. Số của mình là 19 21 ha. Đó, đầu cũng rất là mới anh em sưu tầm nha. KTC thép alloy này, da zin nội địa này. Đó, Japan này. Còn mới tinh ha, 130 nha anh em. H36 130. H37 là con lớn nhất, 22 24. Đó, thì bộ này là nó đủ bộ 5 con. Đây. 150.000 nha, mới tinh luôn. Đó, đây. 22 24 bự của KTC nha. Bự của KTC này, thép alloy steel Japan. Đó, nước xi luôn rất là mới nha anh em. Nên ha, nước xi rồi bóng 7. Đẹp. Rồi khóa bự nữa, con này nào cái trọng lượng của mình nó nặng tầm khoảng là 3 lần rưỡi 4 lần rồi. Đây nó dài được là 31 cm nha. H37 150 ha. H38 một cái khóa MCC còn khá là đẹp luôn. Đó, nước xi đường mới tinh nè. Và cái này là thiết kế kiểu đảo chiều ha, đánh cấp đảo chiều đó, rang cỏ đó cũng mới này. Đó, bên này cũng vậy nha. Con này là số 1921 của hãng MCC nha anh em. Số 1921 này. Đánh cấp cũng rất là nhẹ nhàng luôn nè, đó trắng non lại qua nè, đó này ha. Đại qua rất là ngon luôn, trắng non trắng nà ha. Đây cũng vậy này, không có xét xiết gì hết ha. Con này cũng khá là mới anh em sưu tầm của hãng MCC ha. Những cái vòng banh cốc này nó rất là mắc tiền. Này thì chắc nó nặng nửa ký. Nặng 4 lần rưỡi anh em. Nặng 4 lần rưỡi gần nửa ký ha. Dài được là 33 cm. Rồi anh em là thích cây khóa này mọi người chơi giúp em. Mã số của mình H38 ha. H38 200. Tiếp theo H39. Tiếp theo H39 em có một cây búa hai đầu nhựa ha, cũng còn rất là đẹp của Vercel này, đầu nhựa cứng ha, đúng không? Còn rất là mới nhưng mà để bãi chỗ này nó bị mẻ một tí thôi, bị mất một tí nhựa thôi ha, còn rất là đẹp nha anh em. Cán đồ này nó là chữ nó cũng rất là mới ha, của Vercel này đó, như cái đầu nữa này là nó còn rất là đẹp luôn này. Đó. Hai đầu nhựa thì cái búa hai đầu nhựa này nó nặng được là 230 g nha, 230 g. Nó cán nó cũng rất là tươi ha. Đó, ha. Của thằng Vercel cũng rất là đẹp. Cái búa Vercel này hai đầu nhựa này nó dài được là 28 cm và đường kính đầu đắng búa của mình là nó được là 25 ly. Rồi cái này 120 ha, H39 120.000. Tiếp theo H40 thì cái này nó mới tinh này, chưa xài luôn, giá 170, hai cây nó giống nhau nhưng mà cái này mới tinh nha, đó còn vỏ này. Đó bao của mình này Vercel này, đó, bên trong là nó mới tinh luôn nha. Đó về anh em mình lau cái bụi là nó mới tinh nè. Đó chưa xài thì anh em mình thích sưu tầm thì mình chốt con này nha, Vercel 1/2 luôn. Đó, xanh lè giá 170. Về kích thước thì nó cũng vậy nha, trọng lượng của mình là 230 g này. À, trọng lượng con này thì 210 g. Đó, dài được 28 và chiều cao của mình á thì nó được là 25 ly ha. 25 ly. Rồi. Anh em nào thích cái búa của Vercel này, mọi người mình chốt giúp em H40 nha. 170.000. Tiếp theo H41. Một cái búa thép trắng ha, cái búa thép trắng này còn rất là đẹp. Một cái búa thép trắng này của Kakum này có một chữ đỏ này anh em, thằng chuẩn nội địa nha. Chuẩn nội địa luôn. Đó. Đó, búa thép trắng cũng rất là mới ha, mới tinh luôn. Đó. Này anh em mình sưu tầm là ngon lành nha, chưa xài. Rồi cái búa này nó nặng được là 200 g luôn nha anh em, nặng được 200 g mới tinh luôn, chưa có xài. Dài được là 30 cm nè.
đường kính bự này là được là 18 này, và đường kính ngang này là được 15 này ha. Búa thép trắng anh em rất là đẹp luôn đó, cán gỗ cũng rất là mới ha, mọc chữ tem mộc đỏ đầy đủ. Rồi con này H41 ha, 150 nha anh em, H41 150.000. 42 một cái búa anh em sưu tầm, cái này của Đốc Du nha. Đây logo của hãng Đốc Du này, đó, còn rất là đẹp ha. Đây đầu của mình là đầu vuông và đầu trên này giống như một cái búa rìu này hả, kiểu dáng rất là đẹp nha anh em, đó, anh em mình sưu tầm rất là độc lạ, còn đẹp. Cái búa này nó nặng được 6 lạng nha anh em, 600g nha, đó của Đốc Du. Tấm chiều dài được là 32 cm, nó phần nào là được 25 này. Cái búa này 250 cho anh em sưu tầm H42 ha, 250. H43 một cái búa rất là độc lạ luôn. Đây cái này thì em không biết làm gì nữa đó, nó có cái logo hình như thế này ha, phần dưới này thì nó là màng thép và nó bọc lớp bên ngoài là màng nhựa cốp nữa ha. Đây nó thiết kế cái kiểu sáng sáng như thế này nữa, phần búa ha rất là đẹp nha anh em, nhìn rất là độc lạ ha, để mình có thể sưu tầm đó. Đây chữ nghĩa như này đó, nhìn kiểu giá rất là đẹp nha anh em, còn tem luôn ha. Thế này anh em mình sưu tầm thôi, cái búa rất là độc lạ. Đây cái đầu mặt đầu đám búa này đó, vàng như thế này ha. Thì cái búa này nó nặng được là 3,5 lạng ha, 3,5 lạng nha anh em. Tổng chiều dài mình đo được là 30 cm, đường kính cái búa này thì nó được là 4 cm ha. Rồi cái này em để giá là 300.000 nha, cho anh em sưu tầm chơi. H43 300, H44 44 thì em có một cây khóa trồng, một cây khóa trồng của Nhật rất là ngon luôn, của thương hiệu hãng Kamasa Tun ha. Đây của hãng Kamasa, đây Japan này anh em không, Japan này. Con này là số của mình là 13 và số 14 nha anh em, này số thông dụng ha, 13 14. Đó, bên cấp rồi hoạt động rất là ngon nha. Đó, rất là ngon, đảo chiều. Đó, hoạt động rất là êm nha anh em, 13 14. Rồi anh em thích cái khóa trồng bánh cốc này đảo chiều này ha, mọi người cho chụp em H44 ha, 150. H45 thì em có một con của KTC, con này số của mình là số 10 và số 12. Đây của KTC rất là ngon rồi nha, KTC thì khóa bằng chất lượng đó, rất là ngon. Đầu của mình đầu 6 cạnh đó, đầu 6 cạnh nha, của KTC còn rất là đẹp nha anh em đó. KTC Kyoto Tun bánh cốc thì đảo chiều mình lật qua lật lại thôi ha. Rồi con này cũng vậy nha, 150.000 cái khóa bánh cốc ha, đảo chiều, bánh cốc tự động ha, H44 150. H45 thì con này cũng vậy nha, thì anh em mình có thể mình mua hai cây để về mình sử dụng. Nó là con 10 12, con này là 14 17, 10 12, con này 14 17 của KTC luôn nha anh em. Con này thì thiết kế đầu bông như thế này ha, rất là ngon ha, đúng hàng của KTC rất là chất lượng nha anh em, cầm mình đúng khá là chắc chắn nữa. Rồi cái khóa KTC này nó dài được tổng thể là 20 cm nha, H46 150. Theo H47 một cây khóa của thằng Job ha. Này đó, Job Master ha, số 13 ly và thiết kế cái gầu xiên như thế này để anh em mình mở trong góc rồi ha, bánh cốc tự động này đó. Rồi cây khóa của Job này nó còn rất là mới nha, nó 13 ly kéo chỉ bánh cốc đầu miệng nữa ha, đầu miệng mỏng. Rồi cái khóa 13 ly này giá 130.000 nha, còn mới nha anh em. H47 148 một cái cờ lê đôi chuột cho anh em sưu tầm, mới tinh luôn, chơi xài còn tem còn đồ luôn đó, mới càng luôn ha, còn này rất là đẹp luôn anh em, mới tinh luôn như hàng mới vậy thôi đó, còn tem còn đồ luôn này, của thương hiệu Super này đó. Những con này anh em mình mua mới thì giá nó rất là cao đó. Đây thấy không, thiết kế là nó có cái đường như thế nào để anh em mình có thể mình gắn vào để mình treo á. 17 21 cho anh em, 17 21 mới tinh luôn, chưa xài. Này thì anh em mình thích hàng đẹp mình sưu tầm mình chốt ha, thay vì mình mua hàng mới thì nó mắc tiền. Còn cái này thì hàng bãi nó rẻ hơn rất là nhiều ha, nhiều khi nó rẻ hơn phân nửa luôn đó. Rồi 17 21 của Super Japan ha, mới tinh chưa xài, giá 250.000 ha, chuyển khoản bao ship luôn ha. H48 250. H49 thì con này là số 12, 10 và 12, 10 và 13 nha. Con này thì nó cũng mới căng luôn. Này. Không phải mới vậy nhưng mà cũng đẹp. Bên trong thì nó có lắm vết sơn nhẹ nhẹ này ha. Chứ còn ren cỏ đồ còn nguyên vẹn nha. Đó, nước da đồ cũng rất là đẹp nha anh em. Này 10, 13 ha, số cũng rất là dễ dùng. Đó, của top ha, 13 top ống của mình này.
ha, đầu ngầm được cũng trắng non và rất là đẹp này, rất là nhẹ nhàng ha, đảo chiều. Cái này rất là ngon nha anh em, đó rất là đẹp, nói chung là con này là đẹp, anh em mình thích cái hàng đẹp đẽ thì mình chốt con này ha. Hôm trước thì cũng có bán 150, 160 cũng có, nhưng mà con này thì nước da rồi này nó cũng đẹp đó ha. Rồi con này thì cũng để giá 160 nha, số 10 13, mã số là H49 ha, 160 H50. Đây cái này 17 19, cái này cũng còn đẹp này đó, sinh cây này, made in Japan này ha, sinh cây nó ngầm rồi rất là cứng cáp nha đó. Đó ha, rạc 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 đảo chiều rồi ngon lành ha. Đây, một cái đuôi chuột thẳng rất là đẹp, cái này nó còn rất là mới ha, văn của mình là giống như là văn đá nha ha. Đó, văn cái này nó giống như văn đá rất là đẹp. Rồi cái đuôi chuột 17 19 này của thương hiệu thẳng sân cai ha, nó dài tổng thể được là 31 sen, H50 giúp em nha. Con này 108 còn rất là đẹp nha anh em, H51. 51 thì em có một cái vít đây, một cái vít vặn góc hẹp nè, đó anh em tham có thể bẻ uống được nè anh em. Và bên trong này thì nó sẽ có những cái đầu vít nữa của thương hiệu Sinh Blast 208. Đây, bên trong thì nó sẽ có thêm ba cái đầu vít này, ba cái đầu vít nha anh em, để bẻ luôn ba đầu vít như thế này ha, hai đầu âm và một đầu dương đó. Và hiện tại bên ngoài của mình là nó có một cái đầu dương nữa, đằng sau là một đầu dương ha. Đây một cây vít bạn bẻ hốc hẹp, và cái dòng là dòng vít lát luôn nè. Đây anh em thấy vít lát luôn nè, rất là ngon, rất là xịn nha, thằng có Sinh Lát đó. Đầu mũi của mình có một đầu vít nữa. Rồi cây vít lát này nó có tổng chiều dài là 30 sen nha, tính luôn đầu mũi thì là 34 sen. Đó cái vít lát này của thằng Sinh Blast nha anh em, thằng Sinh Blast này đó. Mã số Japan này đó, lắm lắm vài cái vết sơn hay là cái gì đó thôi, trắng trắng thôi chứ còn rất là đẹp nha. H51 ha, 108. 52. 52 thì có một cái kìm này, cho anh em mình thích kìm đẹp mình chốt ha. Mary lâu lâu mới có con đẹp như thế này ha, mà kìm này anh em thấy nó o luôn đó. Đây văn kìm nó không có cắn, không có cá vậy ha, đó ràng kìm cũng vậy, chung là đẹp, giá nó hơi cao một tí đó. Size của mình là size 21.5 nha anh em, đó ràng kìm đẹp này, vỏ rồi ok hết này, không có cắn, không có cá vậy ha. Mary Japan vỏ vàng rất là đẹp. Rồi con kìm Mary này nó dài được là 21.5 này anh em, đó nên mình sang kìm đẹp mình chốt con này nha, dài 21.5. các bao ngọt ha, rất nhẹ nhàng luôn anh em, rất là nhẹ nhàng luôn. Rồi con này 240 nha, 240.000. H52. H53 một cái kìm cổ rồi, rất là cổ anh em. Đây của anh em mình sưu tầm chốt nha, của K3 này, dòng này là dòng Leo đây nè, 15 này đó, kìm cổ rồi nha anh em, cách điện 10.000 V này ha, 10.000 V nha anh em, cách điện 10.000 V này đó, cách điện 10.000 V, vỏ dài nè, Japan này anh em thấy không, nhìn nó rất là cũ nha anh em, nhìn rất là cũ luôn đó anh em thấy không, đời cũ K3 này, những cái này thì phù hợp anh em mình có nhu cầu mình sưu tầm, đang cỏ đồ còn rất là ngon. Đó, và cái dầm kim cũ này cắt rất là ngọt nha, cắt rất bán lắm này, chất thép nó làm rất là ngon nha, không phải như những đời mới bây giờ đâu. Đây đó, nhiều khi anh em mình thấy cái kìm nó cũ nhưng mà cái độ bền chất lượng nó rất là cao nha. Đó, dài tổng thể là được 18.5, con này em để giá 108 cho nên mình chơi kim cũ ha, của K3 H53 ha, 180.000. 54 một cái kìm cắt đó của Fujiya dài 19 luôn ha. Đây kìm cắt Fujiya dài 19 ha, này dài 19 sang ha, 16 đồ anh em mình hay gặp, 19 thì lâu lâu cũng có ha, cắt rất là ngọt ha. Này bạn hả, Fujiya ha, vỏ cam đó, vỏ cam ha, có vài cái vết trại trại nhẹ thôi chứ còn rất đẹp ha. Fujiya này, đây lưỡi cát đồ đẹp nha anh em, không có bị mẻ gì ha. Fujiya này đó, rồi cái không có mẻ nha. Rồi con này 19 sen đều để giá 108 nha, H54, 108. 55 thì một cái kìm cắt cũng vỏ dài nè,
con này của Esco nha, nó này các dài các cứng rất đẹp, dài 16 cm, lưỡi dài đẹp này, nó vỏ lành lặn này, vỏ nó rất là đẹp lành lặn nha anh em, các rất là ngọt này, các kiểm luộc rồi các kiểm luôn rất là ngon này, nó dài được là 16.5 này, 130 nha, vỏ dài 130.000 ha, H55 56. Một cái kìm cắt góc xéo nha. Chỗ này nó có bị rủ rủ nhẹ một tí thôi nhưng mà lưỡi cắt còn đẹp nha, nó không có bị mẻ. Đây là mặt kìm nè, thương hiệu là Kuyama nha, đó mặt ở dưới rất là đẹp luôn. Đó, lưỡi cắt là rất là đẹp ha. Đó, hai lỗ tròn để tuốt nữa. Vỏ dài giá 100.000. Bấm rất là ngon ha. Đó, dài 16 sen, H56 100. H57. Một cái kìm nhọn còn đẹp luôn nè, của Junio SK11 ha, giáo dít nội địa Nhật đó, mà kìm lắng o nha anh em. Đó, rang kìm đúng vậy nha, còn ngon lành. Đó, vỏ màu vàng trơn đẹp ha, dài được 16.5 luôn á ha, còn đẹp, cái rất ngọt ha. Đó, anh em mình thích cái kìm nhọn đẹp mà người chốt con này ha, H57 100. 58 cũng vậy nha, này của thương hiệu Hoàng Kinh TTC đó. Những con này nó còn rất là mới đẹp nha anh em, mạc kìm nữa, rang kìm nó còn ngon lành hết đó, cái này rang kìm nó còn mới tinh luôn nè, vỏ màu xanh đột chuối, màu vàng đột chuối vậy đó, cái rất là ngọt ha, tực tực. Rồi cái này em cũng để giá 100.000, anh em thích kìm đẹp ha, chung kìm nhọn hôm nay đẹp anh em, H58 ha, 100. 59, cái kìm nhọn như cái này đa năng nha, cái này rất hay nè, anh em lâu lâu cũng có hỏi này, cái mũi mình nó quắp xuống 45 độ, thép trắng, này của thương hiệu Kanzai này, Japan này anh em, nó có hai cái lỗ tròn để uống hay là gì nữa này, có lưỡi cát cũng như là rang kìm, cái này thì nó đa năng nhiều chức năng ha, đây, lưỡi cát được ngon lành, đó, vỏ tắt chúng ha, nó đẹp, nó mũi quắp 45 độ này, rồi nó dài được là 16.5 ha, con này 120 giúp em. Nó mới đẹp luôn ha. H59 120. H60. H60 là một cây kìm mở pha, còn mới tinh luôn. Đây. Này đào mũi rồi anh em xem nè, mới tinh ha, đó vân thước này. Này của SK11 nha. Đó. SK11. Nó vỏ lò xo đồ mới tinh này. Đó. Đây đào mũi này. Đó. Vân kìm này, đẹp ha. Bóp vào đi ra này, cái mềm kìm mở pha ngoài ha, mũi thẳng. Đó, mũi thẳng. Mới đẹp, em sưu tầm được. Dài được là 17.5 nha. Dài 17.5 rồi, con này H60 nha, 108. H60 108 ha. 61. H61 một cây vít. Cây vít của thằng vừa sale dòng Megadora ha, BH3, dòng này cũng khá là mắc tiền ha. Megadora Japan này. Đó. Cán cũng còn khá là ok. Hãng vừa xe hoa, đài thăng của mình nè, đó, đài đầu BH3, thăng là mũi vít cũng rất là mới nha, tinh nè, đó, BH3 thì thăng đầu bự á, rồi cái vít này nó dài được là 28 sang nha, cái này 120 nha anh em, cái vít BH3 của vừa xe hoa, 120.000, H61, 62, đây một cây, còn nó mới toàn luôn, còn tem còn đổ luôn á anh em, này anh em sưu tầm đúng bài nha, giá 150, loại cắn gỗ nè, đó, còn tem còn đồ luôn nè anh em. Đây là mới tinh luôn nha, chưa có xài nha anh em. Nó mới có giá này ha, đây. Đó. Tem còn đồ này của vừa sale này, cái vít này là BH2 nha anh em. Loại cán gỗ, đó, dòng chưa xài, tại anh em mình thích chưa xài này mình chốt ha. Cái mũi của mình nó màu nâu này, mũi này nó rất là chát luôn. Dòng vít đóng của thằng vừa sale ha, đây. Đó, ốp cán gỗ này, mới tinh. Đó. Thay vì hàng thường này, nói chung hàng thường xài rồi nó đã tầm khoảng 100-120 rồi. Còn này nó mới toang luôn nha anh em. Dài 22.5. Đó, con này H62 150 ha. H62 150.000. H63 là một con nhỏ hơn, cũng mới chưa xài luôn, anh em mình có thể mình kết hợp mua một cặp về mình sưu tầm nha. Con này BH1 giá 100.000, nó cũng mới tinh luôn. Đó, anh em thấy không? Hai cái này là nó mới 100% hết luôn nha. Đó, mới tinh luôn nha anh em. Đó. Đây, tem tiết kìa nè. BH1. Đó. BH1 ha. Rồi con BH1 này chưa xài ha, mới 99%.
nó dài được là 18 cm, con này 120 ha. Anh em mình có thể mua con cặp về mình sưu tầm luôn được, lâu lâu mới có được hàng mới tinh vậy ha. H63 120, H64 một cái vít của Evolu này thì thương hiệu nó rất là lớn ha. Này cũng có thể nó gia công ở Đài Loan và cũng có thể gia công ở Nhật, thì hôm trước em cũng có bán cái dòng này rồi, nó cũng như SK11 á, nhà máy nó đạt rất là nhiều nước nhưng mà về cái chất lượng sản phẩm của nó rất là ngon. Đây con này cũng còn mới tinh nha, con này đường cái nó có hai đầu mũi đó, bên này đầu dương này, bên này đầu âm này. Chui này là chui 6.35, anh em có thể gắn đầu vít vào mình xài luôn đó. Cái này được cái là dùng được hai đầu của thằng hiệu hàng Evolu này ha, thì hiệu hàng Evolu đó. Evolu này anh em thấy không? Rồi cây vít của Evolu này nó dài được là 20 cm, con này H64 nha, H64 100, H65, cái này của Tajima. Đó. Cái này thì cái vít dương 10H2 thôi, còn mới tinh luôn, còn mới này ha. Đó, thấy không? Đầu vít của mới căng xà beng luôn. Này của thương hiệu Tajima này ha. Đó. Của hãng Tajima đầu vít BH2. Đó. Rất là đẹp ha. Của hãng Tajima. Rồi cái vít của hãng Tajima này nó dài được là 21.5 nha. Cái này để dán trăm luôn ha, đầu vít BH2. H65 ha. H65 100.000. Tiếp theo H66, cái vít nhắn anh em, đó còn rất là mới này, đó anh em thấy không? Thằng bên trong con mới, lâu lâu mình cho dầu nhất rồi. Đây, đầu vít của mình là đầu vít dương này, đó, đầu vít rất là đẹp luôn, cái này còn mới nha anh em. Đó. Này, của cái đầu vít là của Vercel nha anh em, đó, của Vercel, của con này là một cái vít nhắn của hãng Vercel này. Đó, mới tinh ha. Nôm 1500 300 mm. Đó, lâu lâu mới có được một con mới đẹp như thế này nha anh em. Lọt cán gỗ. Nhắn rất là nhẹ nhàng. Tên luôn anh em một thứ sưu tầm đảo chiều này. Và cái này đặc biệt nó vừa có về nhắn và vừa có thể mình sử dụng led nữa ha. Đây mình nhắn là bình thường rồi nha anh em, đây mình sẽ khóa lại này thì lúc nào mình sẽ sử dụng những cái vít led ha, nó sử dụng được hai chế độ lắm, rất là nhiều chế độ ha. Rồi thì anh em là mình thích cái con vít này, mọi người mình chốt giúp em mã số là H66 nha, H66 cái vít này giá 200 nha, nó rất là xịn luôn. Này nó dài được là 26 cm khi mà mình thu vào này ha, rồi khi mình bật ra thì mình sẽ size đúng này nè. Đó thì cái chiều dài mình đo được tổng thể là 35 cm, 200.000 H66 ha. H67 một cây cưa mỏng gỗ chưa xài luôn của Bakuma ha, made in Japan nè, lưỡi dài 2,5 tấc, đó mới tinh luôn, cưa mỏng gỗ. Đó là những thông số của mình nè, đó hàng chuẩn nội địa luôn, made in Japan. Cái lưỡi này thì nó chưa xài nha anh em, đây hàng chưa xài, hàng mới toan bãi, anh em chưa có vệ sinh vệ xiết gì hết. Đây này ha, mới căng nha anh em. Bakuma hiệu gấu này made in Japan này, lưỡi 2,5 tấc này là cưa mỏng gỗ đồ ha. Đó, mới căng nha anh em. Đó một cái cưa mới tinh chưa xài. Đó. Thì anh em nào thích cây cưa này, mọi người chốt giúp em H67 nha, 108. H68 cái thùng đồ nghề, thùng này của xăng SK mới tinh, còn rất là mới nha, của xăng S này, made in Japan này, do hãng Toyo nó gia công nha anh em. Đó nếu anh em thấy chữ Toyo này thì thực ra là cái hãng Toyo nó gia công thôi cho hãng xăng S này ha, made in Japan này. Đó, về ngoài hình anh em thấy không, nước sơn nó còn rất là mới nha anh em. Đó đây nước sơn nó mới, và con này thì cái trọng lượng của mình á nó nặng được là 900 g anh em, cũng không có dài lắm ha, nó nặng có 9 lạng thôi, gần 1 kg ha. Đây con này thì nó được cái là nó mới ha, lá tôn của mình thì nó cũng vừa vặn chứ nó không có dài lắm mà cũng không có mỏng ha. Đó mới toan ha, bên trong là mới toan này, cái thùng này còn khá là mới nha anh em. Đó nó có luôn cái miếng lốt này, thì khả năng của mình là nó người ta mới xài cái lướt thôi, rất là đẹp. Rồi về kích thước thì thông dụng con này thì kích thước của mình đo được là 36 cm, chiều ngang là được 15 và chiều cao là được 10. Con này còn đẹp, giá 250 nha. Nặng là 900 g ha, cả 1 kg á. H68 250. H69 thì con này là Toyo nó nặng hơn nè, đó. Nó bằng kích thước nhưng mà con này nó nặng tới 1,2 kg nha, nó nặng hơn 3 lạng. Lá tôn nó làm dài hơn tí. Thì anh em mình thích cái thùng nó dài hơn thì mình chốt con này. Cũng của Toyo nè, đó con này là của hãng Toyo luôn, made in Japan luôn này ha. Đó, về hình thức thì nó không có đẹp bằng con kia, nhưng mà so với thằng bãi thì nó khá là đẹp rồi ha. Đó. Đây, Toyo luôn nè. Đó.
ở bên trong cũng là còn rất là đẹp nha anh em. Đó. Bên trong còn rất là đẹp. Rồi mã số cho chiếc thùng Tuyo này của mình ha, cùng một kích thước nha anh em, nó cũng dài là 36 cm này, ngang là 15, cao là 10, H69, H69 250. Rồi mã số cuối cùng H30 là một cái con thùng Tuyo bự nha. Đó, thùng này rất là bự và dài luôn. Đó, rất là đẹp nha anh em. Đó, Tuyo nè. Không có bị sét nha, nó tróc sơn là nó màu ra màu trắng luôn, không có bị sét. Đó. Đáy nè, đẹp. Rồi bên trong hai khóa ha, hai khóa hai bên. Con Tuyo này nó bự nó dài nha anh em. Này mình đựng đồ rất là nhiều luôn á. Đó. Đây, anh em thấy không? Bên trong nó mới tinh luôn. Đó, còn rất là đẹp nha. Rồi cái thùng Tuyo này nó nặng lên đến là 2 kg nha anh em. Nó nặng là gần 2 kg nha, cụ thể là 1.9 kg đó. Rất là bự, rất là nặng. Chiều dài. Con này thì nó dài được là 42 cm nè anh em. Nó dài 42 nè. Chiều ngang là được 21 nè. Và chiều cao thì con này nó được là 10 cm nè. Đó, rất là bự nha. Thì anh em làm thích cái con bự này. Mọi người mình chế giúp em mã số là H70 ha. Xin ghi cái mã số nha anh em. Rồi H70 chiếc thùng này 380 nha. Cái chín anh em rất là bự, 380.000 ha. Mã số là H70. Rồi em Thắng xin kết thúc clip tại đây. Hẹn mọi người vào clip tiếp theo.